Hi, chào các bạn. Mình đã giới thiệu cho các bạn phiên bản guitar Yamaha Classic Natex 3 chính hãng. Một cây đàn cao cấp, full solid, ngập tràn công nghệ, EQ cũng xịn. Và mức giá rất dễ chịu, chỉ hơn 20 triệu thôi, chưa tới 30 triệu. Full solid, nhớ là full solid nha các bạn nhé. Thì dòng NX của Yamaha ngoài Natex 3 cùng Series 3 còn có một dòng nữa là NCX 3. Hai cái dòng này cùng Series 3 cùng mức giá, chỉ khác một chút về dáng với một vài thông số. Thì ngày hôm nay sẵn tiện bên cạnh mình đây đang có cây là CX3C, thì mình tranh thủ unboxing em nó cho các bạn, kẻo nhỡ đâu bán mất. Thiết kế của dòng này thì rất là đẹp, lung linh, đảm bảo các bạn lên sân khấu cực kỳ nổi bật luôn. Nhưng mà NCX thì dáng to hơn chút xíu so với NTX, cũng như là cái hình dáng lượn cong nó khác một tí thôi, đại khái là nhìn nó to hơn một xíu. Còn một điều đặc biệt nữa là gì? Là độ dày lược đàn, tức là cái độ dày chỗ này này các bạn này, đó, của NCX thì nó sẽ bằng độ dày lược đàn tiêu chuẩn của dòng Classic, đó là 52mm, tức là 5,2cm đấy. Còn NTX là dòng lược đàn chỉ có 48mm, tức là 4,8cm thôi. Như mình đã giải thích trong cái clip unboxing NTX 3 ấy, thì cây đó cần nó mỏng hơn Classic thông thường. Thì những người nào mà không chơi chuyên nghiệp quá về cổ điển, có nghĩa là họ chơi vừa đệm hát này, vừa fingerstyle này, lâu lâu thì chơi độc tấu tí thôi, không quá chuyên về cổ điển, thì họ lại thích cần nó nhỏ một tí. Bấm hợp âm mà chơi đệm hát mà, bấm hợp âm thì nó dễ chịu hơn, rồi là các thứ, rồi là cũng lạ hơn. Nhưng mà những ai thuần chơi Classic, tức là chúng ta hay chơi độc tấu Classic, hoặc là tay các bạn to, các bạn thích bản cần đầm chắc, thì NCX cũng là một sự lựa chọn. Nói chung là hai cái cây đàn này 52mm hay 48mm thì nó chênh lệch nhau không quá nhiều đâu. Chủ yếu là nó là cái khẩu vị các bạn thôi. Thậm chí mình cũng là tay to tay dài, nhưng mình lại thích ôm cái cần nhỏ, chứ không nhất thiết phải là tay to ôm cần to các bạn nhé. Nó là sở thích của các bạn thôi. Tại vì sao? Mình cũng là người mà mình ôm acoustic nhiều hơn Classic, cho nên là mình quen cái kiểu nó nho nhỏ của acoustic rồi. Và với mình thì kể cả mình chơi fingerstyle hay đệm hát thì cái tầm 48mm với mình là đủ rồi. Đó, không vòng vo nữa thì chúng ta sẽ cùng unboxing và xem hình dáng của nó nhé. Còn nữa là gì? Còn cái chữ C, NCX3 và NCX3C nó khác nhau cái gì? NCX3 là mặt tốp là gỗ, sprue là gỗ thông. Còn NCX3C, chữ C là viết tắt của gỗ seda, tức là màu gỗ sẽ đậm hơn. Rồi, chúng ta cùng unboxing nhé. Ở đây cái hộp rất to và nặng, dày nữa, vì ở bên trong có một cái shop cây rất là chắc chắn của Yamaha. Các bạn nhìn mình bê thì bình thường thôi, nhưng mà nặng lắm đấy. Và như mình đã nói trong phiên bản là TX3 thì cái shop cây này vô cùng xịn. Thậm chí đối với mình, nó còn dày dặn hơn cả shop cây của dòng LL16, LS16, mặc dù shop cây của dòng LL16 đã quá là xịn này. Rồi đây, chúng ta có giấy bảo hành, số series trùng luôn. Ok, sản xuất cũng năm hiện hành luôn. Đó, cái hộp này thì nó là một cái dạng hộp vừa đeo được, vừa xách được, nhưng nó cứng. Và màu của nó hơi xanh xanh rêu rêu một tí. Nhìn có điện thoại có thể là nó sẽ không ra màu đấy đâu, nhưng mà nhìn thực tế nó hơi một chút, có chút xanh rêu, chứ nó không đen như là những phiên bản của acoustic. Rồi ở đây chúng ta có giấy tờ này. Đó, sao ai buộc cái nút này chắc vậy ta, không muốn tôi unboxing hả? Rồi, chủ nhân của cây này thì mình xin chúc mừng. Đầu tiên là cái hộp quá xịn. Cái hộp này thì hãng không có bán lẻ, nhưng mà nói thật ra là với kinh nghiệm của mình thì những cái hãng lớn như Yamaha mà cái hộp này bán thì cũng phải tầm 4-5 triệu, thậm chí hơn. Đó, chúng ta xách được nhá. Này, thêu các thứ lên này, màu xanh rêu này. Và ở đây là có các vị trí để đeo này. Thì cái sợi dây đeo nó nằm ở trong cái shock cây này. Chúng ta cùng mở ra ha. Dày lắm, mình nhớ là còn có nhũ nữa cơ. Đấy, thấy chưa? Nó có nhũ này. Các bạn thấy không? Nó có nhũ vàng vàng này. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy không? Phiên bản CX dáng của nó về cái độ dày này, nó sẽ dày hơn. Về cái đằng trước cũng vậy, dáng của nó có cái phần cứng cáp hơn, nhưng mà vẫn có những hơi hướng
hơi hướng hiện đại đây. Ví dụ như miệng lỗ chúng ta xếp nhiều lớp gỗ vào nhau, xen lẫn giữa gỗ thật và khảm trai kèm với những cái đường chỉ xung quanh. Đó. Pick up Asmodview. Đó là một cái công nghệ cũng rất là xịn sò và mình đã giới thiệu ở bản TX3 rồi đây. Chúng ta mở cái ngăn phụ này ra thì ở trong này sẽ có dây đeo và tinh chỉnh công cần nhé, đừng bỏ lỡ nhé. Ok. Rồi, đặt em đàn này ở đây. Đâu rồi? Mình có mấy cái này hay lắm. Đây thưa các bạn. Đây thưa các bạn. Đó. Sẽ trèo ở đây. Trong showroom của mình. Showroom của mình hiện tại cũng đang là showroom guitar đầu tiên mô hình shop in shop tại Việt Nam của Yamaha nhé. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đây, đọc qua cho các bạn này. Công nghệ Asmodview, hệ thống pick up 3 trong 1 với under shoulder, tức là ở dưới cái ngựa đàn này. Đó, có cả micro, contact được tích hợp bên trong thùng đàn, mang đến sự đa dạng về chất âm phù hợp với nhiều thể loại nhạc. Đó, tức là, đây các bạn nhìn không? Nó vừa dưới cái lược đàn này và một cái microphone nó nằm ở vị trí này khi các bạn đập gõ. Còn một cái sensor, tức là một cái cảm biến nữa nằm ở tầm chỗ này. Mic nằm chỗ này, tức là nó trộn âm và quá xịn sò luôn. Asmodview là nó tái tạo được cái không gian tốt nhất của guitar thùng mang lại. Như các bạn biết đấy, tiếng guitar thùng nó vang lên, ngoài cái tiếng dây ra thì nó còn có cái tiếng thùng đàn này, nó phùng phùng, nó ấm ấm. Nó khó tả lắm các bạn. Nếu mà mình thu âm ấy thì thường thường mình phải thu stereo bằng hai cái mic lận. Một cái mic thì sẽ hướng về fret, tức là cần đàn, một cái mic sẽ hướng về body để thu được cái tiếng và trộn vào nhau để ra được cái tiếng mà giống với tai các bạn nghe nhất ngoài thực tế. Thì cái công nghệ Asmodview nó làm điều đấy. Khá là xịn sò. Nói chung là mình đánh giá cao về yếu tố công nghệ của Yamaha cũng như là rất nhiều thương hiệu của Nhật Bản, riêng công nghệ pickup EQ của họ thực sự đỉnh. Rồi, chúng ta mặt lưng hông thì vẫn là gỗ walnut. Việt Nam mình gọi là gỗ óc chó đấy. Gỗ walnut thì đối với mình, các bạn nhìn không? Vân nó khá là giống gỗ rosewood, tức là gỗ cẩm ấn. Đó, nó chỉ có cái là nó không đen bằng thôi. Nhưng mà về cái cấu trúc vân và cái màu sắc nó gần giống, và cái chất âm cũng vậy. Chất âm của walnut thì đối với mình thì mình thích hơn chất âm của mahogany một chút. Đó, các cái đường viền này là gỗ thật 100% chứ không phải là bằng nhựa như các bạn ấy. Các bạn không lo xỉn màu hay gì hết. Đó, cái chỗ đeo dây sẽ nằm ở đây. Các bạn thấy không? Cái tem đáng yêu All Solid. Một cây đàn ngoại thương hiệu Yamaha All Solid. Bộ khóa vàng xịn sò. Nói chung cái đàn này nó lung linh đó các bạn. Đó. Gỗ seda thì là một cái màu gỗ nó đậm. Đây các bạn thấy gỗ thông thì nó vàng vàng như này. Gỗ seda thì nó đậm như này. Thì đối với đàn acoustic thì người ta ít làm gỗ seda, nhưng mà đàn classic thì người ta có làm gỗ seda. Nó cũng ra một cái chất tiếng khá là thú vị. Thông nó có sự thú vị của thông, và seda nó có sự thú vị của seda. Ngoài cái sự thú vị về âm thanh thì về cái mặt hình thức thì gỗ seda cho chúng ta một cái cảm giác vintage, hơi hoài cổ một chút. Có lẽ là những người nào mà tính tình trầm lắng, kể cả trẻ hay là nhiều tuổi, thì chắc sẽ thích cây này. Hoặc là những người nhiều tuổi thì sẽ dễ thích cây này hơn. Còn những người trẻ thích cái gì tươi mới, thích khám phá thì đây, những cái màu sáng hơn. Nhưng mà những cái màu trầm này thì mình nói thật với các bạn là nhìn trong clip thì mình không biết, nhưng mà nhìn ngoài nó tinh lắm, nó đẹp. Đó. Ngày xưa thì trước khi, đây không phải lần đầu mình đập hộp cây này, nhưng mà trước khi mình đập hộp cây này, mình nhìn ảnh ở trên mạng, kể cả ảnh của Yamaha chụp, mình thấy sao nhìn cái màu này nó không có quen mắt nhỉ. Mình không nói đẹp hay xấu mà nhìn nó không quen mắt, nhưng mà khi mình nhìn trực tiếp này, nhìn tổng quan này, nó rất là tinh. Classic là mặt gỗ seda nhiều. Đó. Thì nó có hai sự lựa chọn cho các bạn. Ok, ở đây thì cũng có tinh chỉnh công cần giống như là cái kiểu chỉnh công cần của acoustic thôi. Đó, và cái bản cần này của chúng ta là bản cần đây 52mm ở chỗ này. Đó, chưa nhỉ? Ok, còn về các cái công nghệ về âm thanh thì các bạn cứ yên tâm, Yamaha full solid đó, chắc không gì phải bàn. Và những cái cây này nổi tiếng quá là các bạn có thể search âm thanh trên YouTube, rất nhiều người chơi. Hoặc là đợi mình sẽ có clip nào đó mình sẽ làm về âm thanh cây này. Còn trong clip này thì chủ yếu là mình sẽ unboxing cho các bạn để các bạn ngắm em nó và các bạn nhìn thực tế thôi. Còn nếu bạn nào đã từng sở hữu cái đàn này và chơi thì hãy cho mình cảm nhận về em nó nhé, xem là em nó đáng yêu như thế nào. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé. Các bạn có yêu thích cái này không thì comment cho mình biết nhé. Xin chào.